Xin chào tất cả anh em trên toàn quốc, mình là Đại đây. Hôm nay mình muốn giới thiệu với tất cả anh em một ít kềm bãi Nhật mà mình sưu tầm được. Sau đây là con số 1. Con số 1 có giá là 200 ngàn. Nó thuộc hãng siêu. Hãng siêu của con quả sò đó. Với tổng chiều dài là 21 cm. Con này siêu, cán của nó là nhựa đặc, nhựa đúc nguyên khối. Con này còn khá mới, khoảng 98%. Răng còn rất là bén, đầu kết còn rất là bén, răng còn nhọn. Ở mặt sau của nó là có chỗ này là cái kẹp mũ ốc này, anh em kẹp ốc đó, vàng ốc nè. Con siêu này dài 21 cm, cán nhựa đúc nguyên khối, có giá là 200 ngàn. Con số 2 là con của hãng Victor. Đó, con này của Victor, cán cũng là cán nhựa đúc nguyên khối luôn. Con này chất lượng khoảng 95%. Đầu két còn bén. Và mặt răng vẫn còn y nguyên. Nó có vết chấm hàng đây, chắc là do sử dụng có chấm hàng dính vào này. Cây số 2 Victor. Dài 19 cm. Dài 19 cm, có giá là 150 nghìn. Cây này là cán nhựa đúc nguyên khối của Victor. Cây số 3 cũng có giá là 150 nghìn. Cây số 3 là của J-Max. Cây này chất lượng khoảng 98%. Vỏ của nó là vỏ cao su dày, đúc nguyên khối vào luôn. Vỏ thằng này là vỏ cao su, hàng của J-Max. Nó cũng có đầu kẹp ốc. Con này là có đầu kẹp ốc luôn này, J-Max. Con này nó dài 19 cm. Răng còn rất là nhọn, rất là mới. Con này mới tầm 98%. Có giá cũng là 150 nghìn. Con số 3 là con của Tôn, của 150 nghìn một cây. Chiều dài của nó cũng là 19 cm. Con của Tôn đầu cắt còn rất là ngon, chất lượng 98%. Răng còn rất là nhọn. Vỏ của nó là vỏ cao su đặc đúc. Đây là vỏ cao su. Con này thì nó không có đầu kẹp ốc nha. Con này của hãng Tôn, Tôn Tun. Có giá là 150. Con số 5 là của hãng siêu. Con này cũng có hãng siêu luôn. Nó là cũng hãng quả sò, nhưng mà cùng hãng với thằng này này. Nó cùng hãng với thằng này này, nhưng mà nó không in quả sò, hãng siêu. Con này cũng dài 19 cm. Vỏ cao su dày, đúc nguyên khối. Con này tầm 95%. Lưỡi cát còn ngon. Đầu răng còn rất là bén, rất là nhọn. Con
con này cũng không có đầu kẹp ốc, cán nó bị chấp một xí do vận chuyển. Con siêu số 5 này cũng có giá là 150. Còn con số 6, con này là của hãng Three Seven, là hãng 367, nhưng mà trong quá trình làm sạch mình đánh bay mất cái logo của nó rồi. Con này của hãng Three Seven là 367. Cán của nó là cán nhựa đúc cách điện, cán này là cán cách điện, nhựa đúc tay cầm chống trượt cách điện cho anh em. Con này cũng dài là 19 cm, còn rất mới, con này mới tầm 98%, ren còn rất nhỏ. Con số 6 này cũng có giá là 150 một cây. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em đặt hàng vui lòng liên hệ vào hai nick Facebook đó là Trần Thái Đại và Thạch Nhất Kim. Số điện thoại liên hệ là 0966 425154 và 0355 734853. Giá trên là chưa bao gồm phí ship, anh em nhớ lưu ý nha. Đây là chỉ là giá sản phẩm thôi, còn phí ship thì anh em là tự chịu. Một lần nữa chúc anh em một buổi chiều hoặc vui vẻ ấm áp bên gia đình và người thân. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.